Vâng, xin kính chào cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Nhật Bản và những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú các bạn là một cái tiệm bán xe đạp hàng mới, mới 100% anh chị em nhé. Thì mọi lần mình vẫn quay trong tiệm đồ cũ thì hôm nay đi qua một cái tiệm xe đạp thì bây giờ mình vào quay cùng anh chị em khám phá xem bên trong bán những dòng xe như thế nào và giá cả của nó tại Nhật Bản ra làm sao nhé. Thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú các bạn cùng tiến về phía trong. Quan sát của mình thì có rất nhiều các dòng xe đạp, xe chợ điện, xe thể thao, xe mini, gồm tất cả các mức giá khác nhau. Anh chị em có thể quan sát rất là nhiều các dòng xe đạp mini, xe chợ điện. Xe chợ điện thì một vài năm trở nên rất phổ biến anh chị em nhé, rất phổ biến tại các quốc gia khác ngoài Nhật Bản. Nhật Bản thì nó xuất khẩu đi rất là nhiều nơi. Nhật Bản là một quốc gia đi đầu trong ngành công nghệ luyện kim. Thì trước mắt của chúng bạn, đây là một chiếc xe màu phớt hồng, nhìn rất là dễ thương. Đấy, gồm tất cả các dòng thương hiệu khác nhau nhé, rất nhiều hiệu khác nhau được bày bán tại Nhật Bản. Như đây con Guto. Đấy, chiếc này là màu hồng. Màu hồng thì nhìn rất là dễ thương và đẹp mắt. Thì giá của nó bán tại Nhật, cô chú bạn cùng quan sát. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với mức giá cả thuế là 19.3600 yên. Nó khoảng 37 triệu tiền Việt tại Nhật Bản. Giá con này về Việt Nam chắc cao tiền bởi vì nó quá nặng luôn. Đấy, thì bây giờ mình quay cho cô chú bạn những cái dòng sản phẩm mà ở Việt Nam có thể phù hợp để chơi được. Mình đi thì cũng lựa chọn nhiều các mẫu dáng với lại mức giá nó phù hợp để anh chị em có thể tiện mua sắm. Đấy, thì đây là gồm tất cả các thương hiệu khác nhau như Panasonic này, với lại nhiều các dòng khác nhau. Thì bây giờ mình đi sẽ lướt qua nhé, lướt qua những cái dòng sản phẩm mà sau đó mình chọn lựa những cái con nào mà phù hợp kiểu dáng đẹp thì mình quay và báo giá trực tiếp về Việt Nam để cô chú bạn tiện tham khảo và lựa chọn. Bữa hôm qua quay mấy cái xe đạp ở trong siêu thị này thì cũng có một anh lấy ba chiếc, tổng là 3 chiếc. Thì hôm nay mình đi lấy, nhân tiện đây có một cái tiệm nữa thì vào quay tiếp cho cô chú bạn những cái dòng sản phẩm như xe đạp mini, xe đạp thể thao, xe đạp chợ điện. Xe đạp Nhật Bản nó quá nổi tiếng trên toàn cầu về mức giá của nó và chất lượng. Đấy, như đây là một dãy này cũng dòng rất là nhiều dòng xe cùng một thương hiệu luôn. Đây là con Patrick, thương hiệu Patrick, gồm rất là nhiều màu sắc khác nhau, hàng full hộp anh chị em, đẹp mới tinh 100%. Đấy, những cái dòng này về Việt Nam thì nó rơi vào khoảng 35 đến 37 triệu, 35-36 triệu khoảng đấy. Giá này là giá đi máy bay nhé anh chị em nhé. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với cả thuế là 125-400. Cái giá treo này là chưa có ắc quy anh chị em nhé, chưa có bình ắc quy. Có cả ắc quy mà cả full đầy đủ vào thì giá về Việt Nam là khoảng 36 triệu. 36 triệu từ Việt Nam mà đi máy bay, gồm rất là nhiều các màu sắc khác nhau, kiểu dáng là nó cũng rất là đẹp, phù hợp. Tất cả những dòng này là đồng giá hết nhé, về Việt Nam khoảng 36 triệu tiền Việt Nam. Và gồm rất là nhiều màu sắc khác nhau, như con này màu rêu này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Một gióng, một khung. Đấy, thì kế tiếp thì mình đi qua cho cô chú bạn những dòng xe đạp thể thao nhé. Xe đạp thể thao thì mình quan sát ở đây là có một chiếc xe đạp thể thao kiểu dáng vô cùng đẹp luôn, mà độc lạ, giá cả về Việt Nam cũng rất là phải chăng. Anh em chờ lát thì mình tiến tới, mình sẽ bảo nhân viên nó chuyển xe ra bên ngoài để cho mình quay, quay cận cảnh chi tiết. Thì mình thấy là trong cái tiệm này có hai cái mẫu xe này rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, mình quay chi tiết hai con xe này để cô chú bạn có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Bởi theo con mắt của mình thì đây là hai chiếc xe, một nam và một nữ, vô cùng tuyệt vời luôn. Đặc biệt là chiếc xe này là xe đập hộp, xe mới tinh. Kiểu dáng nó rất là thanh thoát, hoài cổ. Đây là một chiếc xe đạp thể thao màu xanh dương nhé, xanh dương chỗ đậm chỗ nhạt. Có thương hiệu của nó là HOYKS. Con này thì full nhôm anh chị em nhé, hàng full nhôm. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó báo giá về tận Việt Nam. Cô chú bạn yêu thích tập thể thao và yêu thích xe đạp có thể sưu tầm. Đây, con này hiện tại đang bán cả thuế là gần 70.000 yên.
gần 70.000 yên tại Nhật Bản. Giá con này mà đi bay nhé, giá con này đi bay mình báo giá luôn, giá đi bay về tận Việt Nam giao hàng toàn quốc là 20 triệu từ Việt Nam, bao ship toàn quốc. Đấy, sau khi báo giá xong thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết tất cả các ngõ ngách để cô chú bạn cùng lựa chọn. Đầu tiên mình kể đến cụm phanh trước và phanh sau. Phanh trước phanh sau là của hãng Shimano 105. Shimano thì quá nổi tiếng trong dòng sản xuất xe đạp, linh kiện xe đạp và cần câu. Con này lốp siêu mỏng nhá, siêu bé nhá, bằng ngón tay cái mình thôi. Cụm Meyer phía trước cũng là của Shimano, Shimano 105. Con xe này là dáng rất là cao nhá, rất là cao lớn nhá, anh chị em cao tầm 1m7 đến 1m85 thì vừa. Nếu mà thấp hơn 1m7 thì khó đạp. Con này rất là cao to luôn. Hàng nguyên chưa sử dụng anh chị em nhá, hàng còn đập hộp luôn. Đây cụm đĩa đùi cũng của Shimano hết này, đĩa đùi cũng của Shimano. Con này thì anh chị em cao 1m7 đến 1m85 thì phù hợp vì nó rất là cao luôn, cao to. Đặc biệt cao to nhưng mà rất là nhẹ luôn này chị em nhé. Không đến đây thông số lốp của nó này 700 × 225. 25 × 622. Thông số lốp. Vành thì nhôm mà, vành nhôm con này full nhôm luôn. Đây cụm sang số phía sau này. Xích là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cơ cấu sang số 9 tầng lip nhá, 9 tầng lip. Chấp hết mọi địa hình luôn, lên trèo đèo lội suối, lên dốc xuống bực. Cụm phanh sau cũng của Shimano. Đằng sau thì có một đèn phản quang. Một đèn phản quang và yên xe có thể di chuyển được này. Rất là chi tiết nhá, có thể di chuyển tới phía trước hoặc tới phía sau được. Khoảng 5cm, đây tới trước tới sau khoảng 5cm. Xe thể thao đây là một cái dòng xe dáng hoài cổ nhé. Dáng của nó rất là hoài cổ, thanh mảnh, đẹp, màu xanh dương. Đây là cơ cấu sang số của nó này, cơ cấu sang số. Cũng của Shimano hết anh chị em, con này full Shimano. Cụm phanh trước và cơ cấu sang số cũng của Shimano. Cái này bằng nhôm này, nhôm đúc nhìn vô cùng chất lượng luôn, đẹp. Cái này cũng Shimano, con này full Shimano luôn. Giá này về tận Việt Nam là 20 triệu tiền Việt Nam nhé, bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chúng bạn. Con này theo ước tính của mình nó chỉ khoảng 8kg thôi, xách rất là nhẹ luôn, khoảng 8kg. Rất phù hợp cho anh chị em cao 1m75, 1m85. Phù hợp cho anh chị em sắm một chiếc xe đẹp để chiều chiều đạp xe, dạo tung quanh phố phường có thể vào những ngày nghỉ, tập thể dục thể thao. Giá về tận Việt Nam 20 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc, hàng đi bay. Chiếc này sẽ được tháo bánh trước và sau đó đóng vào một chiếc hộp, sau đó thì vận chuyển về tận Việt Nam, giao hàng miễn phí từ sân, tận sân cho cô chú như các bạn, từ Móng Cái đến Cà Mau. Đấy, thì kế tiếp bên đây có một chiếc xe mình thấy rất là hoài cổ luôn, đặc biệt chiếc xe này là đúng là xe cổ nhé. Xe này xe cổ với xe cũ như hiện tại đang bày bán tại trong tiệm đồ mới này, có một chiếc duy nhất nhé. Một chiếc duy nhất kiểu dáng rất là hoài cổ, màu kem. Màu trắng trắng kem kem kiểu vậy. Đặc biệt là kiểu dáng của nó rất là hoài cổ. Sau khi cân đo đong đếm và hỏi chủ tiệm thì con này về tận Việt Nam là 12 triệu, hàng đi bay, bao ship toàn quốc. Đây yên là yên da này. Con này là con xe cổ anh chị em nhé, xe cổ, hàng sưu tầm. Con này có cơ cấu sang số này. Sang số của nó gồm 6 tầng. 6 số nhá, cơ cấu sang số là 6 số, tất cả đồ rất là đẹp luôn. Đồ cực kỳ xịn. Xe cũ nhưng mà còn trong tình trạng rất đẹp, lên đến khoảng độ 90% chuông này.
À, con này con tông tông luôn nhá, tay nắm với lại màu yên của nó màu vàng, màu màu vàng cà phê. Đây là cụm phía trước. Cụm phía trước đây là một cụm cú phát điện nhé. Đấy, Meyer này là Meyer phát điện. Meyer phát điện để vận hành cho cái cụm đèn phía trước này. Phát điện chứ không phải là chạy điện anh chị em nhé. Cái này là phát điện để phát cho cái đèn này. Khi mà đèn này đèn cảm biến nhé. Đèn cảm biến khi mà trời tối thì nó tự động sáng. Khỏi, khỏi cần bật luôn, cứ đạp xe là sáng thôi. Đây là một chiếc xe hoài cổ, dáng cực kỳ độc lạ và đẹp, màu kem be. Đồ của nó rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Anh chị em nào có sự sở thích sưu tầm xe thì đây là một con Beautiful Dream. Đấy, một ước mơ đẹp, một giấc mơ đẹp, một giấc mơ tuyệt vời. Đấy, giá xe này về tận nhà là 12 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc và hàng đi bay. Cơ cấu sang số thì gồm 6 số, tất cả đồ rất là đẹp luôn, xe rất là nặng. Đạp nhẹ như bay. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Đây là một mẫu xe cổ còn rất đẹp. Giá về tận Việt Nam 12 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Đấy, thì clip này mình xin tạm dừng tại đây nhé. Theo quan sát của mình thì ở tiệm này có hai chiếc xe này đẹp nhất luôn, mình ưng ý nhất và nhìn hợp nhãn nhất, thì mình quay chi tiết và cận cảnh cho cô chú anh chị và các bạn. Giá chiếc kia là 20 triệu, chiếc này thì 12 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh các bạn. Clip ngắn hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhanh chóng bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn cô chú bạn đã đăng ký theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Kính chúc cô chú bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.